hai, ba. Bao nhiêu đây mà đâu có nhầm nhỏ gì. Mưa bay hay lô anh nè. Hoàng hô anh này một cái, hoàng hô anh này. Nào chúng mình hoàng hô, nào chúng mình hoàng hô, nào hoàng hô. Đây là món bánh tráng nướng chả giò, cơm chiên Dân Châu. Ở xôi hả chị? À xôi, cái này xôi. Xôi, đây là xôi, xôi lạp xưởng á. Còn đây là mì xào. Đây là pizza. Đây là gà chiên. Đây là khoai tây chiên, thanh khoai. Chả ốc. Chả nan cho anh em chỉ có đời chờ anh Công đó. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là trưởng ban văn nghệ anh Dũng. Tôi nghe nói bên đây mặt cậu đẹp, mặt cậu đẹp đó. À, món này là món gỏi nữa, Dũng đem lại một món gỏi nữa. Dạ đúng rồi chị Linh, xếp lại giùm em đi. Chà, cho quay cái rồi hấp dẫn quá ta cho. Trời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết ngày về mai sau. Đây là anh Nhung. Đón chào một người hội trưởng mới. Đó là anh Quang. Anh Quang. Yeah. Càng bỏ tay. Anh Quang. Tôi xin nhường lời lại cho anh hội trưởng có đôi lời. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Trước tiên cái lời nói của tôi là xin gửi đến lời cảm ơn tất cả anh chị em đã tin nhiệm tôi và bỏ phiếu cho tôi làm cái cánh chim đầu đàn trong hội tây ninh kết thân. Yeah. Kính thưa tất cả anh chị em, thật là một vinh dự khi mà tôi được anh chị em đề cử tôi nhận với cái chức vụ hội trưởng. Tôi cảm thấy rằng cái hội trưởng này không phải riêng cá nhân của tôi làm thành công, mà tất cả anh chị em của chúng ta đều là hội trưởng cả. Bởi vì khi chúng ta có hội trưởng là chúng ta có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái tâm, làm thế nào để cho hội của chúng ta càng ngày càng phát triển trong cái tình thân ái. Và cái điều thứ hai là một cái sự nhìn tổng quát hội của chúng ta cần thiết những cái điều gì để cho chúng ta thay đổi. Cái thay đổi đấy là chúng ta nhìn lên trên cái bảng kết thân. Thưa anh, thưa tất cả anh chị em, cái chữ kết thân này nó mang một ý nghĩa. Tất cả chúng ta từ bốn phương trời, chúng ta đến đây trong một cái chu vi của cái sân tennis này, và chúng ta kết thân với nhau, làm bạn với nhau trong cái sự hài hòa, trong cái sự tương nhượng khi mà chúng ta đánh tennis với nhau. Khi mà chúng ta nói đến tennis, thưa tất cả anh chị em, cá nhân tôi cũng là một cái con nghiện. Con nghiện tennis, lúc nào mà gọi anh Hoàng mà gọi tôi tennis là tôi có ngay à. Và tôi thiết nghĩ rằng tất cả anh chị em của chúng ta cũng là một cái con nghiện. Nhưng mà khi chúng ta đến đây mà chúng ta cũng có vui,
thì thực sự nó rất là uổng với cái thời gian. Nhưng mà chúng ta biết dùng cái thời gian đến đây để tạo cái niềm vui đến cho tất cả anh chị em của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý nghĩa quan trọng đầu tiên. Không biết anh chị em có đồng ý với tôi không ạ? Yes, yeah, đồng ý, đồng ý. Cảm ơn tất cả anh chị em. Quả đúng như vậy. Tôi thấy rằng cái sự vui tươi, cái sự tương nhận và cái sự kết thân với nhau nó quan trọng vô cùng. Nó quan trọng vô cùng. Còn cái vấn đề ăn thua trong cái cuộc anh em, ông hội trưởng nói mà không uống không tin cầm chai rượu. Trong một cái cuộc chơi thế nào cũng có người thắng người thua, nhưng mà thắng hay thua là chuyện nhỏ. Cảm ơn Giang rồi nha. Đó là chuyện nhỏ thôi thưa tất cả anh chị em. Cái vui là chúng ta có vui hay không trong cái game đó, còn thắng hay thua là chuyện nhỏ. Rồi đánh vô kêu ngoài là ngoài tầm tay. Xin anh nói lớn lớn chút xíu nghe vậy cả. Anh nói lớn lớn chút. Bánh mà ngoài cái mình lại là sao? Ngoài tầm tay. Ngoài tầm tay. Ao ao. Cái ao ao friend. Anh nói còn đúng. Tuy nhiên tôi thấy rằng là tất cả anh chị em ao say yên, đấy là cái thể hiện cái nhân bản của con người của chúng ta. Nếu mà nói yên thì chúng ta nói yên, mà ao thì chúng ta nói ao. Vậy đâu có chuyện để nói. Đây, đây là chúng ta nói đến được cái nhân bản của con người của chúng ta. À, thật sự ra tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta vào sân là chúng ta vui thôi, còn mà ăn thua là cái chuyện nhỏ. Thua chúng ta cũng vỗ tay. Anh đọc áo đó. Đấy, thì thành tựu đó là cái ý nghĩa, cái hồi kết thân của tất cả anh chị em của chúng ta. À, và cái điều mà tôi xin được nhấn mạnh ở đây, à, vừa rồi anh Khiếu anh có nói với tôi một cái câu mà tôi cảm thấy rất là ý nghĩa. Anh bảo rằng là ở trong cái sân này chỗ nào khó là khó hội trưởng. Đấy, nó khó là khó của tôi. Là tại sao? Bởi vì tôi muốn cái sự kết thân trong cái tình thân mến đến tất cả anh chị em của chúng ta. À, cái sự quý mến, cái sự nhường nhịn lẫn nhau, đó là cái điều mà tôi mong muốn cho tất cả anh chị em của chúng ta luôn luôn duy trì cái sự kết thân trong tất cả cái sân này. Anh chị em có đồng ý không ạ? Đồng ý, đồng ý. Sau đây tôi xin giới thiệu một người rất là quan trọng, những người mà tôi gọi là như hình với bóng. Mấy anh nghĩ đi. Như hình với bóng, đó là cái người phó hộ trưởng của chúng ta, cái người mà sẽ thay thế tôi khi mà tôi vắng mặt để điều hành ở trong cái sân tennis này. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Hoàng là cái người Hoàng Hoàng. Wow, xin tất cả anh chị em cho một trăm vòng tay cho anh Hoàng. Anh hội trưởng, anh uống được, anh này uống được không? Tại vì khi vắng mặt anh phải thế chứ. Exactly. Mời anh Tuấn Anh Hiệp kỹ tay tí đi. Cảm ơn anh Quang đã đề cử tôi vào cái vai trò là hội phó. Thì tôi cũng cảm ơn anh và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em trong đoàn tennis kết thân đã đồng ý với được cho tôi đảm trách cái vai trò này. Nhưng mà cái vai trò quan trọng nhất vẫn là anh hội trưởng đây. Và cái nội quy, cái nội quy mà của hội đó thì chắc là tất cả anh chị em cũng có nhận được cái nội quy đó qua cái nhóm group WhatsApp rồi. Bây giờ thì nhân tiện đây thì anh thư ký là anh Khiếu. Mời anh Khiếu. Anh Khiếu phát cái bản nội quy cho mày vô luôn. Anh Khiếu là anh nào? Anh Khiếu là anh nào vô chứ? Ra sân là chỉ có vui chơi thôi tất cả anh chị em. Mọi thứ là để cho ban điều hành của hội lo. Rồi. Chúng ta ra sân mà thấy chưa anh? Không. Tôi phải đi tìm cái anh này nè. Cái anh mà cái người mà chủ ban. Và là anh là cái người sẽ tiếp tục phải lo tất cả
nhận cái vấn đề lưu tin ở trong hội. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Và đảm nhận cái vai trò là giữ banh và thông báo tất cả những cái thông tin cho anh em. Cho nên là mình sẽ làm tròn trách nhiệm để cho anh em ra sân là chỉ có vui chơi thôi. Còn mọi thứ là để cho ban điều hành của hội lo. Thank you anh em. Cảm ơn anh Kiều rất là nhiều. Và tiếp đến là kính thưa tất cả anh chị em, nhân cái cơ hội này chúng tôi xin được mừng sinh nhật tất cả những anh em sinh vào tháng 10. Anh chị em ở trong này có ai vào sinh vào tháng 10 không, giơ tay lên nào. 21 22 và tháng Giêng. Vâng. Tôi là sinh vào tháng Giêng và một số anh chị em sinh vào tháng 2. Nếu anh làm 40 thì 3 tháng 1 làm có 3 lần. Tôi tháng 3, tôi tháng 3. Anh tháng 3. Tháng 3. Như vậy chúng ta cũng là mừng. Quý 1 à, dạ. Dạ. Là quý 1 đó. Dạ. Dạ vâng. Có 11 12 thôi. Đúng rồi, chính xác như vậy. Cảm ơn chị đến rất là nhiều. Chúng ta nhân tiện đây với chúng ta xin một tràng vỗ tay cho tất cả anh chị em chúng ta mừng sinh nhật. Wow! Sinh nhật. Quý 1 nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Và tiếp đến. Tất cả chúng ta. Đây là ngày mẹ đang đón mẹ. Đây là Huy. Huy sao đến dễ vậy em? Vô đây, vô bị phạt 5 ly. Rồi. Hôm nay tao ở lại trễ mày. Tính được á. Tại vì có nhậu mà. Sợ ai hả? Đó là chị Ninh nè. Đây là chị Ninh với là anh Tuấn. Đấy, anh chị Ninh với là anh Tuấn cùng là tháng 10 này. Anh chị sẽ trở về Việt Nam. Và nhân tiện đây, chúng ta cùng cầu chúc cho anh chị thường lộ bình an và mong một cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn anh chị trở lại. Không thì anh em nhớ lắm là nhớ cái chặt giò của chị Ninh. Đây, chị Ninh mãi đến, chị Ninh mãi đến. Vâng, cảm ơn. Vâng, vâng, cảm ơn chị Ninh. Và cái điều thứ nhất mới là cái điều thứ hai, tôi xin được đại diện cho hội tennis kết thân được cảm ơn anh Trọng. Là cái người bạn thân của đây, tôi từ bên anh đây, đây anh Trọng, đây là anh Trọng này. Bốn mấy giờ mấy năm giờ ra tới đây, đây ra tới giờ. Xin tất cả cái đó anh vô, anh vô, cho anh Trọng một tràng vỗ tay. Anh Trọng mãi đỉnh. Bạn không hiểu. Xin anh có đôi lời với một người khách quý. Khách quý bên Maryland á. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong sân và cũng như ở trong hội. Anh Quang làm tôi cũng hơi hồi hộp, tôi không có chuẩn bị. Biết nói gì đây? Anyway, thôi thì những cái lời hay ý đẹp thì từ ông hội trưởng, hội phó và ông thủ quỹ đã nói hết rồi. Tôi chỉ là như một người khác thôi. Thì có vài lời. Thứ nhất là chúc mừng cho hội, cho ban chấp hành luôn luôn khỏe mạnh và đầy đủ niềm tin, khí thế để mà tạo dựng một cái hội tennis kết thân ngày càng vững và lớn mạnh, để biết đâu có dịp nào đó mình đại diện cho cái hội Annandale rồi Virginia, đi qua bên Canada, California, Florida, Texas để mình đấu chơi nha. Thứ nhất, thứ hai là chúc cho tất cả các anh chị em luôn luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Bỏ tay. Xin cảm ơn Trọng rất là nhiều. Xin tất cả anh chị em chúng ta một tràng vỗ tay. Xin chào một tràng vỗ tay. Kính thưa tất cả anh chị em, để một trước khi mà tôi xin được dứt lời, tôi xin được nhắc lại cái ý chính của tôi là khi ban đầu là tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã tín nhiệm tôi để làm cái cánh chim đầu đàn của hội tennis này. Và thưa tất cả anh chị em,
như là cái lời tôi nói, không phải tôi là hội trưởng, mà tất cả mỗi một anh chị em của chúng ta là hội trưởng. Tất cả mỗi một anh chị em của chúng ta là hội trưởng. Cái sự thành công hay không phải là cá nhân của tôi. Lẽ đó, tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em đã, thứ nhất cái ngày hôm nay đã có công để nấu những cái món thức bàn tay, để đem về những cái món ăn thật là ngon miệng ngày hôm nay. Và trước khi dứt lời, tôi xin được cầu chúc hội thanh niên Kim Sơn được cái sự thành công trong những ngày sắp tới. Xin trân trọng. Lửa vầng trăng anh nơi phương xa, lửa nhớ mong em đây không chờ, chờ anh tới với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng. Wow, wow, yeah, yeah. Hey. I love you more than I can say. I love you twice and much tomorrow. Là ngày sau cùng và nếu bây giờ em đây bước chân một lần cảm ơn trọng nhiều, cảm ơn trọng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tương lộ bình an nha anh trọng. Dạ. Lộc cái gì gặp sau anh em. Gặp sau, gặp sau. Rồi. Thấy đâu? Chơi tôi về. Ok. Được. Quay dữ vậy, tài tử quay dữ vậy. Wow, ghê vậy. Wow, we're so happy to see you. Cái này, we're so happy. Cái này chắc do là you present. Chắc là rượu ngon, rượu bỏ. Ok, trọng nha. Okay, cảm ơn, dạ, cảm ơn trọng nhiều nha. Anh okay, trọng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Ok anh Trọng, lái xe cẩn thận nhé.